Hôm nay thì mình, chị An và Ngân đang có mặt tại giường của nhà chú Ba nè các bạn. Thì ở đây mấy chị em mình phát hiện ra là chú ấy nuôi rất là nhiều con le le luôn. Và lần đầu tiên ba chị em mình được chiêm ngưỡng nhan sắc của nó nha. Thì nó giống cái gì hả chị? Giống con gì hả chị? Con vịt. À, giống con vịt nhỏ. Em thì thấy nó giống con chim. Ngân thấy em nhìn thấy giống con bồ câu, con bồ câu đen đó. Thì cũng mà giống. Nó bay rất là giỏi nha, chuẩn bị nè nha. Rồi nó không bay luôn chị ơi. Hay là mình lại gần gần nó xíu hả chị? Mình đi đứng lên. Đi lên đằng đây đi chị ơi. Đi qua đây. Đó đó đó. Đó, tốt đó. Giờ mình xuống bơi cùng nó đi, cảm ơn. Em nghe nói nó trở lại nó ăn nữa kìa. Nó có chịu đi đâu. Đúng rồi, nó dạng rồi đó cô. Nó em nghe nói là chú ấy nuôi nhiều lắm hả chị? Nhưng mà mấy ngàn con luôn. À mấy ngàn con, nhưng mà tại vì mình đến là chú ấy đã đem bán hết rồi. Giờ mình thử cho nó ăn không chị? Thử đi. À vậy là le le thường ngày là nó ăn lúa các bạn. Giờ hãy xuống thử nó lại không nha. Lại đi, sợ cái gì mà không lại. Nó không ăn luôn chị ơi. Thử ra ngoài xem sao. Đây. Ủa cô ơi, nếu mà nó đẻ trứng á thì nó đẻ ở đâu vậy cô? À mấy cái lùm ở bên kia. Mùa này là không có cái trứng nào hết hả cô? Đuổi nó cũng không đi luôn. Cái này ít quá ha. Ủa nó bay kìa, nó bay nó trực tiếp luôn kìa. Ủa nó cũng đảo lại hả? Chị ơi nó hết sợ mình rồi chị ơi. Thường mấy cái con này á là làm thịt ăn hả chị? Chị ơi. Thường mấy con này là thường là mình sẽ làm thịt ăn hay là làm gì chị? Ba chị em mình ăn nó không có nổi đâu. Ủa sao vậy chị? Con như vậy là giá thành đó 600 ngàn. 600 ngàn. Một cặp là 1,2 triệu. Trời ơi, mình ăn mấy cặp mới đủ vậy? Thiệt luôn hả chị? Một con như vậy đó chỉ có 400 gram mà chưa được nửa ký. Gì mắc chưa chị? 1 ký là 1,2 triệu nên là trời đất ơi. Em nghĩ là nó cũng giống như là con gà hay là con vịt thôi mà là giá nó lại cao dữ vậy hả chị? Cái này là dạng giống xuất khẩu mà. Thì luôn á. Trời mắc dữ vậy Ngân ơi, sao ăn nổi. Tới 600 ngàn một con luôn. Nó lại á, thì cho người ta nuôi á, cắm nha. Còn trứng của nó thì giá sao hả cô? Thì con biết nó chịu nó không biết nó chịu. Không có bán trứng, không bán trứng nữa con. À chỉ để cho nở con ra bán thôi, bán 600 ngàn một con thì là tụi con ăn không có nổi rồi đó cô ơi. À vậy là nó chỉ có ba lớn rồi đó các bạn ơi, nó không có còn lớn nữa. Giống đẹp nó lùng vậy. Ủa chị An, cái thịt của con le le này là bổ không chị? Thịt này rất là bổ luôn, ăn có thể là có nhiều cái loại bệnh đó rất là hay. Nhưng mà ăn một con ăn không nổi, đã bệnh rồi thêm ăn con này nữa thì càng bệnh hơn. Thôi vậy đó hả chị? Con này là thường ăn cho làm nó trị bệnh gì hả chị An? Bệnh gì thì chị cũng chưa biết. Chưa biết nữa, nhưng mà là nó là chị biết là nó bổ thôi hả? Nó bổ thôi à. Bổ hơn là gà vịt ha. Nhưng mà em thấy ăn le le là ngán. Em nói thiệt thịt nó ngán lắm. Ngán tiền. Con để lên bàn giùm cô được không? Mình đuổi nó đi ra được cho nó tua tua ta. Thì mày nhớ nó đi. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Nước này nó ấm. Kể đảo lại nữa kìa, đi tới, đảo lại. Vậy nó dầm dầm, đi tới. Giống như tảng bộ ha. Chị, cái tiếng kêu của nó không giống như tiếng vịt. Nó lai ha. Nó kêu le 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 le. Vịt thấy kêu sao vịt hả? Cái này bộ nó cố định luôn hả ta? Nó để cố định chỗ này luôn. Đúng rồi, chị ơi, nó lại nó ăn. Mình bắt nó dễ dàng không cô? Hả? Mình bắt nó dễ dàng không? Dễ gì bắt được, phải có cái lưới đây mới bắt nó được. Khó bắt lắm hả cô? Em thấy nó lẹo quá. Nó chạy đó, nó lặn lưới rồi sao mình bắt được.
vì lê le quá mắc các bạn ơi, mấy chị em mình không thể nào có khả năng mua được hết trơn á. Đi ngang thì gặp một cái cây rất là lạ luôn. Cây này thì lần đầu tiên mấy chị em mình thấy á, được cô giới thiệu á, thì cái quả này là các bạn được gọi là trái nhám. Thường á, cây này nó sẽ không có tự rụng được các bạn, cái quả nó không có tự rụng được, mà là phải giăng lưới như thế này nè, rồi khi nào nó rụng thì nó rụng. Mà bây giờ ba chị em mình không thể nào mà chờ nó rụng được hết trơn á các bạn ơi. Nhìn nó giống như là trái banh vậy đó. Nghe cô nói là đập ở trong ra thì nó giống hạt lựu á chị, dùng để chữa bệnh. Cây gì mà cao ghê luôn. Cao ghê hả chị, mà to ghê luôn. Em cũng lần đầu tiên thấy, không thể nào mà chờ nó được hết trơn á. Sao giờ? Bây giờ mình giái đi ngang giống như quả thị đi. Vậy đó. Giờ mình niệm thần chú nha. Không, nhắm ơi, nhắm ghê đi mà, nhắm ghê xuống gỗ cho chị lụm nha, nhắm ơi. Ôi trời ơi. Thiệt hả? Đâu chị? Ủa nó bể rồi, cái này là cái vỏ nó à, đây là cái vỏ của nó nè các bạn. Tưởng ơi, không trời ơi. Thơm quá trời luôn hả? Ôi, cái này đó, thơm mi gan là dưa gan luôn á các bạn. Em mới niệm thần chú mà nó đã rụng xuống rồi chị ơi. Ghê thiệt. Để chị gọi. Ôi. Ôi chị ơi, rụng nữa kìa. Trời ơi, có khi nào bị trúng đầu ơi, con sợ quá à. Trời ơi, có khi nào nó có trúng đầu không dạ? Em nghĩ thường cái này nó rụng á chị. Rồi chắc là có trái lụm được, có trái không. Ý Trang, nhưng ngoài đó có một trái kìa. Đó. Kìa chị An. Nhìn cái vỏ nó giống cái vỏ bông dừa. Đúng rồi. Rất là cứng mà nó dày lắm á. Em sẽ hy sinh cái đầu của em để đập nó. Sao mình không lấy hai trái mình đập lên đi ta. Ủa sao nó cứng dữ các bạn. Cứng dữ gì? Cũng như lắm luôn à, trời ơi à. Trái này nó rớt quá mạnh quá, nó nứt cái gì nè. Nứt rồi nè chị, mà nó cũng không ra đó. Nó cứ ngắt à, đập như đầu chết. Cái cảm giác có giống như là dừa á. Y gan dừa luôn chị ơi. Dừa khô quá vậy. Mà nó thơm quá trời thơm, y gan mùi dưa gan luôn. À. Wow. Đây mình sẽ mở ra cho các bạn xem nha. À. Ủa trái này có ăn được không các bạn? Ủa này là gì chị? Chị có biết đâu, chị cũng như cưng hà. Hình như là cái này nó bị thúi nặng quá các bạn, nên nó rụng xuống hay sao. Nó chín quá, nó thúi luôn rồi. Nó thúi rồi, hình như không phải đâu. Thử đi chơi. À. Nó cũng y chang vậy. Hình như nó là ăn vậy á chị ơi. Không phải, nó có dòi hay gì ạ. Đâu phải đâu chị. Mùi nó thơm quá trời luôn nè. Không, nếu mà thử một trái nữa đi coi nó giống vậy không. Cái này á là me. Y chang me luôn chơi. Thơm quá à các bạn ơi. Đây, thử rồi, Cấm. Ăn thử luôn thử nha. Thử hả? Can đảm thử không Cấm? Ừ, nó vậy chị ơi. Nó vậy hả? Chết thì rồi, nãy giờ tưởng đâu thúi bỏ trơn rồi các bạn. Không, chưa bỏ lụm lại. Cái này hình như là nó chưa dính đó chị. Chưa dính hết à. Thử nha. Nếu mà ăn vô thì em thấy mùi vị của nó giống như là me á chị. Thơm. Nhưng mà nó thơm hơn là me. Nó kiểu như là nhám nhám á. Đúng rồi, đây là gọi trái nhám là đúng rồi. Tại vì nó rất là nhám. Nó vậy đó chị ơi, không phải nó thúi đâu. Nó có cái mùi giống như gì ta? Ừ. Cái trái gì mà dài dài đen đen mà ăn nó bị trái ô môi, đúng rồi. Ô môi hả? Không. Trái ô môi giống cái gì của ô môi chị? Không, em thấy cái này quả được đá uống ngon bá cháy thiệt luôn á chị ơi. Thơm thiệt ngon. Nó chua chua ngọt ngọt mà nhám nhám, người ta gọi là quả trái nhám. Rồi đúng luôn á. Nó có hộp nè. Có hộp nữa. Hộp. Y chang me luôn các bạn. Chị mà ương đi. Chồng ương á chị. Bỏ túi đi. Chị An, y chang me luôn. Ngon không? Ngon. Chị cũng được. Ngon lắm chị ơi. Hình như nó lạ miệng quá à. Dạ, dạ ngon lắm, chị ăn thử đi. Ăn thử đi nha. Em ăn gọi chị ăn này mà bị gì nữa. Y chang me luôn. Lạ. Ngon không me. Y chang me dốt chứ. Ngon không me. Y chang me dốt mà chị ăn ơi. Thôi mình đem về đi. Được cái trái nữa. Hai trái được. Bao nhiêu đây là đủ mấy chị em mình quậy nước đá uống rồi đó chị. Lạ ha. Thôi mình đem về quậy đá uống ngon thử cho các bạn xem nó ngon cỡ nào nha. Vậy mình đi chơi. Mùi vị cũng lạ lạ đó. Coi còn trái nào rụng nữa không chị? Còn gớt không? Dạ không. Gớt cái gì? Nhám hết rụng rồi.
làm gà ác. Ngăn làm gà ác các bạn ơi, thì đây nhìn cái con gà ác này là các bạn sẽ nhớ đến con Le Le nha. Nhưng mà bây giờ mình cứ liên tưởng nó đi. Lý do là tại vì con Le Le nó mắc quá. Đúng rồi, nó quá mắc rồi các bạn ơi, mấy chị em mình ăn không có nổi. Nên là mấy chị em mình sẽ làm món cháo gà ác nấu với lại đậu xanh nha, món này rất là bổ luôn. Ăn cho nó mát. Đúng rồi, nó bổ không thua gì Le Le đâu các bạn ơi. Chú Vũ Lâm còn y nguyên luôn. Nhìn giống Le Le không Ngân? Tụi giống... nó không giống Le Le xíu nào. Giống rồi đó. Cứ liên tưởng đi, cứ nhìn tưởng tượng ra là được rồi. Y chang luôn, không khác gì hết trơn. Chỉ khác mỗi cái hình hài thôi à. Khác hình hài là khác nó luôn rồi đó. Đúng rồi chị, cũng y chang à. Kích thước bự hơn xíu. Nó bự hơn con Le Le đó. Con gà nó bự hơn xíu. Cắt bắp cải này làm gỏi nha. Ngân. Ngân nó đang cái gì ta? Tắm gà. Tắm gà tái chanh. Cái con mà cuộc sống nó không bao giờ được tắm, chỉ đúng có rồi. Khi chết nó mới được tắm thôi. Phải không đó? Phải mà. Gà té nước chứ không được tắm gì? Té nước đâu có sống được đâu chị. Vậy chứ nó phải sao? Nó nước chết nó mới té nước được. Nước nhiệm hết trơn rồi không gọi là tắm được sao? Chị thấy có nhiều người á là con gà bị té dưới nước á là nhiều người ta cũng sợ lắm á. Dạ. Nó chết đó chị. Nó không sống nổi đâu. Nó phải chịu đâu. Thì nó còn tắm thì chị. Nó tốc độ cắt luôn con nó lại bị cái đào nó xong rồi. Nó chỉ miếng nước liền không? Đấy, em tốc độ tốc độ. Xong không xong thì cũng là ăn cơm buổi tối. 12 giờ khuya vẫn là tối. Giờ nào cũng được. 8 giờ cũng gọi là 8 giờ tối. Phải không cáo? Dạ. 1 giờ mới gọi là qua ngày hôm sau. Cái chanh này rất là ngon luôn á. Làm nước mắm hay là làm gỏi là rất là thơm. Chanh công phu. Giang ơi, chị mua một bọc trà bá mà hết rồi đó chị. Chanh đó chị, chanh này đắt lắm luôn á. Nhà mình xài chanh nhiều lắm á chị. Cảm với Ngân thấy cái nồi cháo gà chị chưa? Chưa. Em chưa có thấy được cái nồi cháo của chị. Giờ cho gà vô nè. Giờ cầm con gà cho vô nha. Dạ. Có gì là không chị? Hả? Không, thông báo để vô. Thông báo để vô thôi. Mình kêu nó là gà ác đúng không? Gà ác. Mình ăn đấy mình còn ác hơn con gà. Rồi. Có sò. Đây. Chị thấy cái đầu gà này quen không? Quen. Trời ơi, bữa làm lẩu em không thấy quen xíu nào luôn á. Nguyên cái đầu gà gì nè, trong cái gỗ luôn. Xong rồi đổ ra, em chị Hằng hỏi, ủa vụ gì vậy? Hết hồn. Giờ em tính để gì luôn đi chị? Để gì đi rồi? Để luôn đi, mình lưu lại kỷ niệm. Chị sở hữu đó. Chị thích thôi chị. Ăn gì cho nó gọn lẹ, khỏi cắt. Đỡ phải bị dầm. Dài quá không cần. Dài lắm hả chị? Khỏi em chỉ cầm tự xé nhưng mà xé không được. Nó dài quá. Trời ơi, nó lâu gần chết luôn. Trời em tưởng nó nhảy quá. Rồi là gà chấm. Gà chấm. Gà chấm với gà chấm. Đó. Cái này là ăn con kia thì nó mềm lắm nhưng mà nó cái nó đau ruột. Nè Di phát rửa đi Di. Trời ơi. Mấy cái con này đừng có bay vô nữa mà nghĩ gì luôn. Chị ăn cho em một chén thịt mút hơi đặc mặt xíu á chị. Đặc luôn con. Dạ, cảm ơn chị. Xong chưa bà con? Chị ăn không nha. Dạ. Dạ còn một người nữa. Chị ơi giữa giữa. ít thôi chén bự luôn. Chị cho em cái chén bự vô vậy. Chén độc quyền. Trời ơi. Nhìn này các bạn ơi, chị An ưu ái cho mình cái dáng bự nhất luôn. Đây, ăn cái bự thì đặng nha. Rồi, cảm ơn em. Cái chén này có ai cầm? Đủ rồi chị. Đủ rồi chị. Hả? Dạ. Còn cái tô. Rồi, chị ăn đi chị. Cái tô là cái tô để xương. À, tôi không có chai cái tô. Rồi, bây giờ là mời các bạn cùng thưởng thức cái món cháo gà với đậu xanh do mấy chị em mình làm nha. Ngon lắm, ngon lắm. Đây, một vòng lớn. Không có gì ăn. Ê, cái trường rồi. À, ăn cháo thôi. Cảm có muốn hai chén đâu, giống ngăn không? Dạ không. Thôi mình chén nữa đi. À, để đây nguội nguội đi. Quay mọi người có đói gì ăn liền. Dạ. Rồi làm miếng gà. Quay quay trời em ăn cái chén em tưởng đâu là cái tô mini cái chén. Gà ác mà nấu cháo với đậu xanh rồi. Xiết dễ thơm. Nóng mà. Ăn gà ác trước đi tính gì đó. Ăn gà ác trước đi tính gì tính. Chết chứ Thảo Uyên không? Gà ác nó dai lắm chị ngon. Cháo vừa ăn rồi hả chị? Dạ không con. Dạ. Chị đi mặc đi mà. Mà chấm dưới này trời bá chén.
Đừng có lội vô đây nữa mà. Cái bơi đó cắm vô tay luôn. Đây. Đói không mấy con? Dạ đói. Cắm ra đói nhiều nhất nè. Nữa rồi mới gửi mày đó. Chưa giờ ăn. Ê! Thấy ăn mà còn bị gớp nữa. Đói quá cùng tay chị ơi. Gỏi giòn lắm mấy cắm. Thấy thường á em thấy gỏi bắp cải hơn là bắp chuối. Tại vì nó giòn hơn á chị. Dễ ăn chị, ai ăn cũng được. Con thường ăn gà chị phá trắng nướng á. Ngon hơn. Ngon hơn trắng nóng. Cháo nóng quá không thể nào hấp được. Chỉ từng muỗng thôi. Cái da này ăn ngon sực sực sực. Đúng rồi em cầm tay mà chị. Cầm tay đi. Mình không có gì được cái. Thì giờ nóng không con? Nóng không? Nóng quá hả? Nóng rồi. Xíu thôi. Ăn dễ ăn. Lấy muỗng ăn á. Cả nhà ai cũng nói. Món này ngon chị. Ăn buổi tối dễ tiêu. Ăn xong ngủ hết thằng câu. Nó vừa mát mà nó vừa bổ nữa chị. Ngày nay mà ăn được lé lé chắc. Mình không ăn được le le luôn á. Mắc quá. Em cũng không dám ăn luôn. Mà nó xíu xíu mà cả nhà mình nó không bao giờ đủ. Chắc 4 cặp quá. Cái con nó giống như trời, 4 cặp. Dịt mà như thế ta. Mà nhỏ hơn dịt xíu. Mà chị nghĩ là người con. Hơn 1 ngàn con. Nhỏ xíu xíu. Người con nhà mình đi 10 người. Rồi. Là 10 con. 5 cặp đó chị. 6 triệu. Đúng không? Con lớn không đồ. Mà chị nghĩ là đâu. Ủa sao giống nhau vậy? Em mang đâu thiệt. Em thấy cái gà ác này ngon rồi. Ừ. Chưa là theo khả năng của mình đúng không? Dạ. Ừ. Nóng quá chị. Thường chị da, em không ăn da gà nhưng mà da gà này ăn ngon miếng lắm dạ. Luôn. Cái da á. Ừ. Ăn từ trên dòng xuống. Được không? Phải da không? Không. Trời ơi. Con thịt kìa, da gà với lại da vịt đó thì hơi là rất thích. Nhưng mà da này thì không à. Cứng. Kệ em rất là chết ơi. Oh, đây các bạn ơi, cục thịt to bự. Thịt đùi á. Thưởng cho ho. Ức á, cái đó ức á. Mát quá chị. Mát hồi lạnh luôn nha. Dạ. Ở ngoài nhà mình á, tối á. Chị, thời tiết này ăn cháo ngon á. Đúng rồi. Mình như mùa đông là hết chưa ta? Cho gió. Mùa đông là hết chưa chị em? Mùa đông hả? Dạ. Mùa đông. Nói thêm mà tôi hỏi gì gió hả? Dạ. Thời tiết bất thường chị cũng không biết nữa. Thời tiết của mình không có chứ theo mùa, bốn mùa đâu. Nó cứ lúc trời nắng lên nó cứ mưa. Mà lúc trời mưa nó cứ nắng. Lúc trời muốn áp thấp nhiệt đới thì nó áp thấp à. Thì cũng khó hả? Giống như bữa Noel á, mấy ông lạnh có 2-3 ngày, nghỉ lạnh. Tới Noel đâu lạnh đâu chị. Lạnh sương sương à. Sương thôi. Sương sương. Ăn gỏi chan ăn ngon quá. Xin lỗi. Không, ăn gỏi. Ăn gỏi chị. Trời ơi. Giòn lắm á chị. Nóng quá mấy đứa nhỏ nó ăn chưa kịp. Chậm gãi ha chị. Từ từ. Xíu nữa nguội nè rồi chị coi nó luôn. Hết trơn không? Nguội á nhanh. Cháo là ăn nhanh nhất luôn chị. Dễ ăn. Nhưng mà thông thường chỉ thích ăn cháo đậu xanh thôi. Nó mát. Mà nó béo béo làm sao. Mà này nấu với vịt xiêm nữa ha. Ba chén. Nấu với bồ câu á ha. Ngon. Bồ câu á chị. Mà ngỗng chị chưa nấu rồi. Cháo ngỗng chưa nấu. Hồi đó giờ em chưa có ăn bồ câu. Mà thông thường chị nghe nói là mấy người bị bệnh phong không nên ăn ngỗng. Sao vậy chị? Nó giống như mấy gì cái bệnh về mấy cái phong nó hay nổi lên lắm. Chắc là kỳ. Chị nghe nói vậy thôi chứ chị cũng chưa ăn mà mình cũng không biết luôn. Mà nó có bị không? Em có ăn ngỗng giả cày rồi nha. Vậy hả? Ngon không? Ngon lắm á chị. Vậy hả? Thịt nó dai lắm nha. Vậy mai mua ngỗng gì cho Ngân làm. Chưa không? Ngỗng mắc tiền không chị ăn? Ngỗng chị nghĩ không mắc đâu. Á trời ơi. Gì con mua đắp xăng qua đây vậy? Rồi chị ơi. Tại cái tao chị á. Đắt một xương luôn. Chán đi hôm nay mấy chị em mình dạo quanh một vòng đi coi mấy cái con le le rồi xong cái qua kiếm được mấy cái trái gì cả.
Trời nhám. Đi một vòng lớn thì không có gì để ăn, cho nên hai chị em mình, mấy chị em mình quyết định là mua con gà ác gì nấu cháo. Nhưng mà thật sự rất là ngon. Nếu các cô chú anh chị thấy thích video nha, chị em làm nhớ like đăng ký ủng hộ mấy chị em nha. Và bây giờ hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye bye, tạm biệt.